Xin chào quý anh chị, hôm nay thì gốm Nhật Tố Kỳ cũng có sưu tầm được một vài chiếc chuông đồng của Nhật Bản, các size từ size nhỏ trên lòng bàn tay đến là size lớn hơn một chút xíu. Thì em cũng quay cái video này để đánh thử tiếng chuông cho cả nhà cùng nghe và anh chị có thể dễ dàng chọn lựa hơn. Và chuông này thì sẽ là chuông đồng của Nhật Bản, được chế tác theo văn hóa Phật giáo của Nhật Bản. Anh chị có thể dùng để thiền hoặc là tụng. Thì cái này là tùy nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình, mỗi người. Thì chắc là bây giờ em sẽ giới thiệu ngay chiếc chuông đầu tiên. Chuông nhỏ nhất đó chính là chiếc chuông với đường kính của chiếc chuông này thì sẽ là 7,5 cm, hơn một chút xíu nhé cả nhà. Thì ở đây em cũng sẽ đánh tiếng chuông. Đây là chuông số 1 cả nhà. Đây là chuông số 1 nhé cả nhà. Đây, em sẽ ghi số 1 vào đây. Tiếp theo đến chuông số 2 này. Chuông số 2 thì đường kính của chiếc chuông này thì sẽ là 8,5 nhé cả nhà. 8,5. Em cũng sẽ đánh chiếc chuông thứ 2 cho cả nhà. Đây, chuông số 2. Rồi em xin được ghi vào đây. Rồi chuông số 3 thì đây, giới thiệu với cả nhà. Đây là chiếc chuông số 3. Đường kính của chiếc chuông này thì sẽ là đây, đường kính của chuông này thì sẽ là tầm đường kính của chiếc chuông này thì sẽ là 8,5 luôn nhé cả nhà, 8,5. Đây là chuông số 3 cả nhà. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến chuông số 4. Đây. Đây là bên trong lòng của chuông số 4. Em cũng sẽ đánh chuông số 4 luôn ạ. Chuông số 4. Và tiếp tục là đến chuông số 5. Chuông này thì có đường kính lớn hơn một chút xíu. Cái này là tầm 9 cm nhé cả nhà. 9 cm, cái bề ngang thì anh chị sẽ thấy nông nông. Đây, đây là về chuông số 4 nhé cả nhà. Chuông số 4, đây là chuông số 5 cả nhà. Chuông số 5. Rồi, chúng ta sẽ đến với chuông số 6 nha. Chuông số 6 thì ngoại hình rất là đẹp này. Đây, chuông 6 là sẽ kiểu sáng nhá cả nhà, rất là sáng. Em cũng sẽ đánh chuông số 6 cho cả nhà. Chuông số 6 này là đường kính sẽ là 9 cm hơn cả nhà, hơn 9 cm. Đây, đây là chuông số 6. Tiếp đến là chuông số 7 nha. Chuông số 7 này thì em thấy là cái chất liệu thì phần đồng thì có thể sẽ là ít hơn và có thể thêm có các kim loại khác nha. Thì cái này em cũng sẽ đánh thử cho cả nhà có thể chiêm ngưỡng. Đây là phía bên trong lòng chuông số 7. Đường kính của chuông số 7 thì cũng khoảng hơn 9 cm nhé cả nhà. Và đấy là tất cả về chuông nhỏ, là tổng cộng em sẽ có 7 chiếc chuông nhỏ. Và ngoài ra thì em cũng sẽ sưu tầm được thêm hai chuông lớn nữa. Hai chuông lớn này thì sẽ có đường kính lần lượt là một chuông sẽ có đường kính là chuông này là 17,6 cm. Và chiếc chuông bên này thì sẽ có đường kính là 16 cm nhé. Một chiếc chuông 17 hơn một cái chuông 16. Thì ở hai chiếc chuông này thì em cũng sẽ thỉnh để cả nhà có thể nghe lắng nghe luôn nha.
đây sẽ là chiếc chuông số 8 nhé cả nhà. Đây em sẽ có mã riêng từng chuông. Và cuối cùng là chiếc chuông số 9. Đây cả nhà có thể lắng nghe. Em đánh chiếc chuông số 9 nữa. Chuông cuối cùng là chuông số 9 nhé cả nhà. Thì nếu như mà anh chị có ưng chiếc chuông nào á, thì anh chị cứ giao lưu với em qua số Zalo 0901112334 nhé. Các chuông trên đây thì sẽ có số và anh chị ưng số nào thì có thể thêm thông tin đối với đến với em ạ. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.